Để nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim đêm trên toàn cả nước nhé. Ngày hôm nay thì quay cho anh em xem là về cái mô hình đánh vạc lưới. Thì trước khi quay cho anh em mô hình thì cũng xin giới thiệu một chút này. Đấy, bên nhà em là bán lưới đánh vạc này, loa đài bẫy chim đêm đấy, và tất cả những cái mẫu lưới bẫy chim đêm. Anh em nào đang còn thiếu những cái phụ kiện như thế nào thì các bác có thể là tham khảo, liên hệ cho em qua số điện thoại em để góc màn hình video nhé. Còn về mô hình đánh vạc lưới đây thì cũng được anh em thợ đánh đang đánh rất là nhiều anh em. Đấy, lưới thì nó sẽ có hai khổ để đánh vạc, một là khổ 4 diềm 3 túi, một là khổ 5 diềm 4 túi anh em. Đấy, và nó đều là cái dòng lưới biên đôi chân xanh, dòng lưới hải lợi anh em. Đấy, lưới khá là cao. Đấy, đây là cái tay 5 diềm 4 túi này. Và cái mô hình như thế này thì đánh thì anh em đầu tư rất là ít. Đấy, cả từ con vạc mồi đến cái giá trị tiền mua lưới nó ít thôi anh em. Quay cho các bác xem. Đây là bản vạc, khi vạc nó xuống thì nó sẽ ở khu vực đây. Ở giữa đây thì tổng em đang có 5 con vạc mồi. Đấy, và ít vạc xốp này. Đây các bác này. Đó. Đây là vạc mồi. Đấy, còn đây là 2 con vạc vỉ này. Đấy, giật chân. Còn khu vực bên kia là 3 con vạc đứng bãi. Đấy, còn mô hình đánh thì đầu tiên là các bác chọn cho mình được một cái ruộng. Đấy, ruộng là bỏ không trắng trắng kiểu sệt sệt này. Đấy, cái thứ hai nữa là mình chuẩn bị một ít lưới. Đấy, ví dụ như cái ruộng một sào này thì em đang đánh là hiện tại là 2 treo 50. Đấy, cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, chúng ta chạy khóa quay xung quanh. Đấy. Đó. Chạy quay xung quanh thì vạc nó về là bắt đầu nó trao theo tiếng mà. Đấy, nhìn thấy vạc mồi nó trao xuống và nó dính thôi. Đấy, còn loa thì vạc lưới này thì thường thường là đánh đôi toa thôi, bởi vì trong cái tiếng đánh vạc lưới thì nó đều có tất cả tiếng gọi này, tiếng cắn này, tiếng toác này, tiếng cà rồi. Đâm ra là chỉ đánh đôi toa thôi, toa Indo là ok thôi anh ạ. Không thì anh em có thể là chơi một con toa 15 hàng Việt Nam, một con loa chắc kèn đánh kẹp vào cũng được. Nói chung là đánh con vạc này thì nó cũng đơn giản thôi. Còn là đánh lưới này, ưu điểm của nó ấy, cái thứ nhất là mình nuôi ít mồi, cái thứ hai nữa đầu tư tiền nó ít. Đấy, và cái thứ ba quan trọng nữa thì nó vẫn đạt hiệu quả mà các bác. Đấy, nhiều anh em đánh lưới bàn đẹp nó còn được nhiều hơn là anh em đánh dập, đánh úp luôn. Đấy, còn lều ngủ nghỉ thì vẫn phải có anh em nhé. Đấy, lều ngủ nghỉ đây vẫn phải có. Đây là cái lều bên trong, loa đài âm ly thì có thể là bình biếc hay chúng ta để bên trong chúng ta quay. Đấy, còn lưới thì anh em phải chơi là cái lưới mắt 12 nhé. Và sợi lưới là sợi 20. Đấy, 4 diềm 3 túi không quan trọng, hoặc là 5 diềm 4 túi không quan trọng. Nhưng quan trọng là anh em thế đánh của anh em thế nào. Ví dụ anh em đánh ở dưới đầm ấy, thì anh em phải chơi cái lưới 5 diềm 4 túi nó cao. Còn ví dụ anh em đánh ở ruộng khô thì chỉ cần chơi 3 diềm 4 túi thôi là được, nó rẻ tiền hơn. Đấy, anh em cứ đánh thì soi xét kinh tế như thế nào đánh. Còn ngày hôm nay thì quay cho các bác xem là về cái mô hình đánh vạc lưới nhé. Đấy, các bác xem được video thấy hay đăng ký ủng hộ kênh cho em. Còn các bác đang có nhu cầu mua đồ lưới bẫy chim đêm thì liên hệ, em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ chào các bác nhé.